hôm nay em quay video test máy cho mình ạ. Đây là mặt trước của máy này. Mặt trước của máy khá là đẹp này. Đấy, có một chút vết sức mờ nhẹ ở đây thôi ạ. À, còn ngoài ra thì tổng thể máy này khá là đẹp đấy ạ. Đây. Em quay đến các góc cạnh máy cho mình nhá. Các góc cạnh máy này không bị cần móp va đập gì đâu anh nhá. Chỉ có một chút vết sức ở đây. Đấy, vết sức một chút nhẹ đây nó cũng không ảnh hưởng chất lượng máy đâu. Nói chung là máy đã qua sử dụng thì khó có thể tránh khỏi những cái vết sức như này. Máy này thì khá là đẹp và mới rồi đấy ạ. Em chọn cho anh là con đẹp nhất rồi đấy ạ. Em quay camera cho mình nhá, test camera cho mình nhá. Đây là cam của máy ạ. Cam của máy không bị đốm đen đốm sáng gì đâu anh ạ. Cam của máy rất là rõ nét đấy nhá. Alo 1 2 3 4. Để loa của máy anh nhá. Đây mic này, mic này. Alo 1 2 3 4. Mic rất là rõ ạ. Đây là bàn phím của máy nhá. Em test bàn phím cho mình ạ. Những bàn phím màu trắng có trên màn hình là những phím hiện có trong bộ bàn phím của mình ạ. Chuột phải chuột trái nhá, con trò chuột ạ. Bàn phím ok rồi đấy, rất là nhạy ạ. Đây là loa của máy này. Loa con này thì là loa của hãng nhá. Đây này, loa của hãng nên là nghe nó rất là rõ, to và nghe rất là trong, ấm ạ. Biết sao rồi ta tay anh sẽ vượt bên mái chân đôi.